hôm nay Hữu trải nghiệm Hữu đi chắc phân với bạn thì lần đầu tiên Hữu đi theo cái con thuyền rất là lớn này. Hữu quay lại Hữu chia sẻ với bạn cái trải nghiệm lần đầu tiên mà mình ngồi chiếc tàu lớn như thế này các bạn. Rất là lâu rồi Hữu mới có dịp ngồi trên cái thuyền lớn như thế này, mình lướt trên sông với bạn, nhìn cảnh rất là vui, rất là tuyệt vời các bạn. Đây là con sông Vàm Cỏ Tây này các bạn. Thì cái kho của Hữu nằm ở trên sông Vàm Cỏ Tây luôn. Thì đi giao ghe thì lúc nào cũng phải đi ngang sông Vàm Cỏ Tây thấy các bạn. Hôm nay Hữu đi làm thì cái đội của Hữu gồm có 9 người các bạn. 9 người nhưng mà hết 2 người đỡ thì còn có 7 người giác nè các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu ghe của Hữu là tẻ vô sông chi nhánh sông của sông Vàm Cỏ Tây các bạn. Thì cái ghe này theo Hữu được biết thì Hữu chủ ghe nói với bạn thì cái ghe này chở được khoảng 40 tấn các bạn, ba mấy 40 tấn. Khoảng 800 bao á, bao phân thì bao 50 ký các bạn. Đó là mình cảm giác là cái ghe mình nó vồ lướt lướt trên mặt nước các bạn. Nó thấp thấp là đại trên mặt nước á. Nhưng mà chạy cũng rất là nhanh các bạn. Mà ngồi trên ghe này rất là mát luôn. Là mình được ngắm cảnh này nữa. Một ghe phân như thế này á, thì mình giao cho nhiều người mấy bạn, chứ không phải là một người. Hôm nay Hữu giao là mười mấy 20 người lận mấy bạn. Có người thì 20-30 bao cũng có, 50-60 bao, có người trăm mấy bao cũng có mấy bạn. Tùy người, tùy theo đất á mấy bạn. Có người làm nhiều, có người làm ít mấy bạn. Do là cái mùa này là mùa xoài cho nên là Hữu đi tới đâu mình cũng có xoài ăn mấy bạn. Chủ nhà cho xoài mình lên ghe mình ngồi ăn rất là vui mấy bạn. Nếu vì Hữu có con nhỏ các bạn cho nên Hữu phải lo cho cuộc sống các bạn. Hữu phải đi làm, ai kêu gì Hữu làm đó các bạn. Nên hôm nay Hữu có anh em đi ra giáp phân á, nên Hữu xin theo đi giáp phân với bạn. Rồi sẵn tiện Hữu quay clip quay lại cho các bạn xem cái trải nghiệm của Hữu cũng như là chia sẻ với bạn cái công việc của Hữu các bạn. Nước chảy mạnh ghê, lục bình trôi các bạn, trôi rất là mạnh luôn. Nay xong nhiều lục bình ghê luôn các bạn, đi tới đâu cũng thấy lục bình. Dọc theo cái tuyến sông bây giờ người ta cầm dây với bạn rồi ta ngăn ra người ta nuôi lục bình các bạn. Thì bây giờ ga của Hữu đang trên đường về kho mấy bạn, cũng chiều muộn rồi, với lại cũng không có giao kịp mấy bạn, còn chỗ kia đi cái hành trình rất là xa mấy bạn, cho nên là hoãn lại ngày mai mới giao mấy bạn. Giờ trên ga còn khoảng trăm mấy nữa à. Nhưng mà bây giờ mà về mấy bạn ơi, thì Hữu xin kết thúc video tại đây nha. Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.